Xin chào mừng tất cả anh chị và các bạn đến với kênh YouTube của Germany NNT. Hôm nay thì em sẽ mang đến cho mọi người một chiếc chảo sâu lòng đến từ thương hiệu Rossler, một thương hiệu của nước Đức. Và hôm nay em sẽ cùng mọi người tìm hiểu xem là chiếc chảo sâu lòng này có những gì mọi người nhé. Các dòng chảo sâu lòng của Đức thì chúng ta thường sẽ có là Silit này, WMF này, Won này, và bây giờ chúng ta sẽ có cả Rossler nữa. Vậy thì hãng Rossler có thể làm được những gì mà mọi người lại hay truyền miệng nhau cũng như là tin tưởng sử dụng đến như vậy, thì chúng ta sẽ cùng xem chiếc chảo này có thể làm được những gì mọi người nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế là được chảo này được thiết kế là cái loại thép không gỉ 18/10, và chúng ta sẽ có một cái lớp chống dính ở bên trong mặt chảo. Đây, thì mọi người có thể thấy ở đây lớp chống dính này rất là dày, và cũng như là các cái vấn đề về bong chóc của chảo khi mà trong quá trình sử dụng gần như là không có. Và chảo này có thể chịu nhiệt được đến 260 độ C, giúp chúng ta có thể thoải mái chiên xào nấu một cách bình thường thoải mái mà không lo các vấn đề gì về chảo. Và đây là vỉ ráo dầu để mọi người có thể đựng đồ ăn khi mà mọi người nấu ăn xong. Đối với dòng chảo sâu lòng thì thường chúng ta sẽ không có cái nắp như này, nhưng mà đối với dòng Rossler thì lại có. Và chiếc chảo sâu lòng Rossler thì sẽ có một cái nắp kính thủy tinh là loại kính cường lực, và có một cái phần tay cầm nó nhìn thiết kế rất là sang trọng. Và cái loại kính này có thể chịu được nhiệt lên đến 180 độ C, nên là khi mà chúng ta nấu chúng ta cũng không lo cái vấn đề là kính thủy tinh này sẽ gặp vấn đề gì khi mà chúng ta nấu ở nhiệt độ quá là cao. Đối với hai quai của chảo thì chúng ta sẽ có một thiết kế là thép không gỉ, và hai quai này là cách nhiệt, thì lúc chúng ta nấu thì chúng ta cũng không lo vấn đề là bị quá nhiệt hay là chúng ta sẽ bị bỏng nếu mà chúng ta nhấc cái chảo này từ bếp lên. Đối với loại đáy của chảo thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế là bằng nhôm. Ở đây chúng ta sẽ có cái thương hiệu cũng như là các cái loại ký hiệu của bếp có thể dùng được in trên mặt đáy, bao gồm là cái loại bếp ceramic này, bếp điện này, bếp ga này và bếp từ. Và với thiết kế là bằng nhôm của mặt đáy thì nó sẽ giúp cho cái nhiệt khi mà chúng ta nấu nó sẽ được phân phối đều hơn, giúp thức ăn chín đều hơn chứ không bị gọi là thức ăn chín chỗ này hay là không chín chỗ kia. Đấy. Và các loại chảo này tuy là loại chảo chống dính nhưng mà có thể sử dụng được thoải mái trong các loại máy rửa bát, và cũng không lo các vấn đề là cái lớp chống dính có thể bị bong chóc hay là bị mòn đi khi mà chúng ta sử dụng trong chiếc máy rửa bát hay là trong quá trình nấu. Và đặc biệt là ở chảo sâu lòng của Rossler thì nó sẽ có một cái thiết kế ở phần miệng của chảo là một cái thiết kế là vành rót, giúp cho chúng ta khi mà chúng ta sẽ đổ nước hay là đổ các loại thức ăn ra thì thức ăn nó sẽ chảy theo cái vành này và không bị chảy xuống theo cái phần thành của phần chảo. Đây là một thiết kế em thấy là khá thông minh mà số dòng chảo em thấy thường không có, ví dụ dòng như Silit chẳng hạn, thì có cái thiết kế này sẽ giúp chúng ta tiện hơn trong cái việc là rót thức ăn hay là rót nước lẩu khi mà chúng ta nấu bằng cái loại chảo này. Và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu với mọi người chi tiết về dòng chảo sâu lòng của Rossler. Thì nếu mọi người còn có những thắc mắc hay cần tư vấn gì thêm về dòng chảo này thì mọi người có thể liên hệ với bên em qua số hotline là 084-246-3333 để được tư vấn và giải đáp tất cả các thắc mắc của anh chị. Hoặc anh chị có thể đến cửa hàng bên em ở số 86 Mỹ Chi Hạ, Nam Từ Liêm để có thể xem và trải nghiệm trực tiếp sản phẩm tại cửa hàng của bên em. Và cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp các anh chị trong những video tiếp theo.